Ok, hello anh em, chào mừng trở lại với channel của mình nha. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là hack được tiền này và sao vàng trong cả à quên, hack được tiền và đá quý anh em nhá. Đấy. Thì mình thấy là khá là nhiều anh em này, anh em thấy số bạn bè của mình không? Yêu cầu kết bạn 43 người này. Đấy, thì mấy bạn này là giới thiệu để à quên, kết bạn để nhận quà anh em nhá. Anh em nào muốn nhận quà ấy từ mình ấy thì nhớ là like này, đăng ký kênh và comment cái tên game ở dưới anh nhá, để có thể là mình tặng cho anh em nhá. Anh em thích gì mình tặng đấy thôi. Đấy. Thì ở đây nhá, mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em và để anh em có thể là hack được, để anh em có thể mua nhà này, mua tiền, à quên, mua siêu xe này, mua nhà này, rồi trang trí nhà thành quán bar các thứ này. Đấy, rồi có thể là gì nhỉ? Mua quà tặng người yêu này, tặng mua xe, mua nhà tặng người yêu này. Đấy. Mấy ông có thì nhớ là nếu mà mấy ông làm được ấy thì nhớ là đừng quên tên tôi nhá, đừng quên tôi để giới thiệu cho mấy ông nhá. Nhớ là phải ủng hộ tôi đấy. Đấy. Thì không luyên tin nữa, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Ok, thì bây giờ nhá, anh em cần kiếm cho mình một cái cần này, cần câu này. Và ở đây thì mình sẽ có một cái cần câu chuyên nghiệp này, đấy. Cần câu chuyên nghiệp được kiểu như là câu cá to đỡ bị gãy ấy, đấy, đứt dây ấy. Đấy, thì anh em bây giờ anh em ra đây nhá. Anh em câu một con cá thôi, một con hai con cũng được. Đấy, anh em câu cho mình này. Đấy. Thì ok, trong lúc câu cá ấy, tránh việc mà anh em đỡ nhầm chán này, thì mình sẽ cái gì nhỉ, giới thiệu cho anh em một cái shop uy tín. Cái shop này là cái shop chính thức của game Plato Wonder luôn anh em ạ. Đấy, thì anh em nào muốn mua đá quý hoặc là mua tiền vàng gì đấy thì anh em có thể là vào đấy anh em mua anh em nhá. Đấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em này. Ôi từ từ anh em, đợi mình câu con cá này cái đã nhá. Ui con này to quá, đấy mình không bỏ qua được. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Rồi thì ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop uy tín, shop chính thức của game Play to Order anh em nhá. Thì đây, đây mình sẽ viết đường link cho anh em vào cái này, anh em có thể là nạp tiền mua kim cương này, hoặc là cái gì đấy cũng được nhá. Đấy, anh em vào cái đường link cho này cho mình nhá. Đấy. Đường link này là playtoweather.com anh em ạ. Đây là trang web chính thức của game playtoweather nhá. Thì ở dưới đây là nó có cái hướng dẫn này, còn đây là cái tên nhân vật này hoặc là ID game của anh em trong game playtoweather anh em nhá. Thì anh em nhập vào đây nhá. Thì đây là mệnh giá anh nhá, mệnh giá từ 20.000 đến 2 củ anh em ạ. Đấy, thì anh em nào muốn có bao nhiêu tiền thì anh em nạp vào, thì em đấy là mệnh giá kim cương nhá. 20.000 thì được 10 kim cương này. Đấy, thì anh em cố gắng này. Nạp càng nhiều thì nó kiểu cộng cộng thêm đấy anh em. Đấy. Thì đây là hướng dẫn anh em nhá. Hướng dẫn thì bước 1 là anh em điền thông tin ID game nhân vật này trong game Plato Order của anh em này. Đấy. Thứ hai là điền tên mã thẻ này, chọn loại thẻ mệnh giá này. Loại thẻ ở đây thì có Viettel này, Mobifone này, thẻ Zing này, thẻ Vietnam Mobile em nhá. Rồi seri này, mã số này. Đấy. Thì đây là bước 3. Bước 3 thì anh em điền thông tin chính xác và em nhấn nút nạp thẻ cho hệ thống xử lý nhá. Đấy. Bước 4 là giao dịch này. Đấy, thì anh em để ý này, dưới đây là bao nhiêu 700 bình luận này. Đấy, thì anh em thấy thấy mọi người bình luận chưa? Đây. Trang này đạp được này nha mọi người, em thấy không có thẻ ngân hàng thôi. Đấy. Đấy, trang web ổn này. Đấy, em thấy chưa? Đấy, thì trang web này là trang web thật anh em nhá, trang web của chính thức của Garena luôn. Thì ở đây là anh em tên gì thì anh nhập tên vào nhá. Thì ở đây là tên mình là tên Hùng X Trang anh em ạ. Anh em vui lòng chờ giây lát để cho nó kiểu nó loát này. Đấy, nó load xong thì em nhấn vào nạp đá quý cho mình này. Ở đây thì có 4 loại, 5 loại thẻ anh em ạ. Đây, có Viettel này, Vina này, Mobifone này, Vietnam Mobile, thẻ Zing này. Đấy, thì đây là mệnh giá từ 20.000 đến 2 triệu này. Đấy, thì anh em có bao nhiêu tiền thì anh em chọn mệnh giá đấy nhá. Anh em mà chọn sai thì không nạp được đâu nhá. Đấy, đây là số seri này và mã thẻ này. Đấy, đây là bảng mệnh giá nhá. Thì đây mình sẽ nạp thử một cái thẻ cho anh em xem nhá. Đấy, thì đây mình sẽ nạp mệnh giá là 300.000 nhá. Thì mình sẽ nhấn nạp thẻ này. Thì ok, là thông báo ở đây là nạp thẻ thành công rồi nhá. Thì anh em đợi nhá. Lúc mà anh em nạp từ thẻ từ mệnh giá 100.000 trở lên ấy, trong ngày 15 tháng 8 này. Đấy, thì anh em có thể là được khuyến mãi 20% nữa anh em nhá. Đấy, thì ok. Thì đấy là có thể là kim cương được vào nick rồi nhá. Thì anh em trang này trang uy tín luôn. Nên là anh em nào muốn nạp đá quý ấy, thì nhớ là vào trong đường link này nhá. Thì đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhấn vào anh em nhá. Rồi ok, thì quay lại game nha anh em. Quay lại game này, quay lại game thì mình ở đây mình sẽ câu một con cá này. Ôi trượt mất rồi. Thôi không sao, một con được, nãy mình câu được một con rồi.
Thì bây giờ mình sẽ quay lại chỗ bán hàng giúp mình anh em nhá. Chỗ mua cá và mua cần đấy, anh em quay lại đấy giúp mình. Chỉ chậm thêm mình sẽ lấy cái xe đạp mình đi anh em nhá. Let's go. Đi thôi anh em. Đấy, anh em cứ đi ra chỗ mà bán cá đấy nhá. Đây, xong em xuống này. Hello anh em, đấy thì anh em sẽ vào bán cá cho mình này. Bước đầu tiên nhá, anh em chỉ cần nhấn vào con cá này cho mình, nhấn tầm khoảng chục lần gì đấy, anh em thấy cái số tiền này kiểu đang chạy không? Đấy, anh cứ làm lag đi, cứ cho nó chạy liên tục đi. Cho nó lag cái tiền đấy thì nó tí nữa anh em sẽ lên nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách hack tiền và đá quý luôn anh em nhá. Đấy. Xong rồi anh em nhấn bán luôn cho mình này. Thì bây giờ nhá, anh em thử cần quay lại đây. Anh em đợi mình một chút, anh em đi một vòng thôi. Xong em quay lại xem là có tiền cho em nhá. Đây, bây giờ mình sẽ xem là có tiền thế này. Đấy thì ok, đã có tiền mà đã quý rồi thì ok, chắc clip của mình cũng khá là dài ấy, chắc cùng clip của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Anh em mà thấy video của mình hay này thì nhớ là cho mình xin một like này và một lượt đăng ký kênh em nhá. Muốn mua kim cương, muốn mua đá quý thì nhớ là vào đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhấn vào anh em nhá. Khá là uy tín đấy. Ok thì bây giờ thì bye bye anh em.